Triển khai chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ, sáng nay Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức buổi làm việc với các doanh nghiệp có số nợ thuế và tiền phạt chậm nộp thuế lớn nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp. Các đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thái Văn Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Đến thời điểm 30 tháng 6 năm 2014, số tiền nợ thuế, nợ tiền phạt trong toàn tỉnh là 835 tỷ đồng. Nợ thuế lớn chủ yếu là các doanh nghiệp thuộc các nhóm ngành nghề, kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ bản, khai thác, chế biến khoáng sản và doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu. Mang theo rất nhiều băn khoăn, vướng mắc từ thực tế sản xuất kinh doanh dẫn đến ngưng trệ trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Tại hội nghị đã có 18 doanh nghiệp nêu lên 4 nhóm vấn đề cần có sự đồng hành, hỗ trợ từ các cấp quản lý. Đó là giải pháp về vốn. Chính phủ, tỉnh cần có tác động tích cực tới ngân hàng để việc vay vốn thông thoáng hơn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì hoạt động, là vấn đề thuê đất mở rộng sản xuất kinh doanh, là cải cách thủ tục hành chính. Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, các doanh nghiệp cũng kiến nghị ngành thuế có những giải pháp thu nợ hợp lý để doanh nghiệp có thể vừa cân đối trả nợ, vừa có vốn kinh doanh trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay. Khi doanh nghiệp mà đã trả được nợ ngân hàng rồi thì chính phủ đã có cái nghị định là cơ cấu lại nợ, thì đề nghị là phải cho vay lại chứ không được phong tỏa và sau 3 năm mới cho doanh nghiệp để là vay lại. Thì như vậy là cái cơ cấu được như thế, nó vừa là hàm các doanh nghiệp không phát triển, nhưng nó vừa là sai với cái đạo lý của một là cái đơn vị kinh doanh. Chưa gì ngân mà cứ bắt nộp thuế, nó bắt cái nộp là cứ cắn cứ theo cái khối lượng hoàn thành. Mà doanh nghiệp đã trúng thầu rồi thì thời gian như vậy là chỉ có, ví dụ là công trình đó là 18 tháng hay 36 tháng thì phải làm xong, vay mượn làm xong. Thì bên thuế lại căn cứ vào cái khối lượng hoàn thành đó bắt doanh nghiệp phải nộp thuế, cho nên dẫn đến cái chuyện nợ thuế. Tiếp thu nghiêm túc những ý kiến nguyện vọng chính đáng của các doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Đường khẳng định quan điểm của tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trên cơ sở đảm bảo đúng pháp luật, chia sẻ về những khó khăn hiện nay của các doanh nghiệp, đồng thời trước những vấn đề vướng mắc mà các doanh nghiệp đã đề xuất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã yêu cầu các sở ngành liên quan rà soát từng trường hợp cụ thể, bám sát tinh thần nội dung chỉ thị 11 của Thủ tướng Chính phủ để từng bước tạo điều kiện giúp doanh nghiệp thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, trả nợ thuế trong thời gian tới. Đối với các doanh nghiệp á, thì chúng tôi yêu cầu các doanh nghiệp á, là hiện nay các ông chỉ cảm thấy những khó khăn gì của doanh nghiệp mình mà các cơ quan nhà nước có thể giúp các ông chỉ để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, thì các ông chỉ cứ đề xuất kiến nghị để chúng tôi sẵn sàng cùng với các ông chỉ tháo gỡ khó khăn, giúp các ông chí vượt qua những khó khăn để chúng ta phát triển sản xuất và kinh doanh. Cái thứ hai là đối với các cơ quan nhà nước là cần phải đẩy mạnh cải cách hành chính, khắc phục cái tình trạng là làm sai, làm chậm mà ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp. Cái thứ hai là đề nghị với các cơ quan nhà nước sau cuộc họp này cần phải có một cái chương trình kế hoạch để mà triển khai tinh thần chỉ thị 11 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với những đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp vượt thẩm quyền cấp tỉnh trong hội nghị này sẽ được Ủy ban Nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết.